An Nông chung sức cùng nhà nông xin trân trọng kính chào quý vị. Và hôm nay thì Bích Thủy sẽ trả lời những câu hỏi của chương trình Bạn Nhà Nông Đài Truyền hình Long An được phát sóng vào ngày 26 tháng 2 năm 2023. Chúng tôi có một số câu hỏi mà do chương trình có thời lượng nhất định nên các câu hỏi không được trả lời trên sóng truyền hình. Và hôm nay Bích Thủy sẽ trả lời cho các bạn theo dựa theo phần biên soạn của tiến sĩ Hồ Chiến. Kính thưa quý vị, đầu tiên Bích Thủy xin được trả lời câu hỏi thứ nhất của ông Lê Thanh Việt ở Vĩnh Hưng, Long An. Số điện thoại cuối là 997. Ông hỏi là cỏ dại lây lan bằng con đường nào? Nước, gió, giống, hai vụ này sang vụ khác. Hai cách các cách mà cỏ lây lan, nông dân vì cỏ đồng bộ thì có thể hạn chế được hay không? Anh thì thân mến, Bích Thủy xin được gợi ý kiến của thầy Chiến đến cho anh là cỏ dại lây lan vào ruộng do canh tác nhiều qua nhiều cái con đường, thí dụ như đường gió, đường nước, đường giống, hoặc vụ này sang vụ khác như là anh vừa nêu trên là đúng rồi. Ngoài ra nó còn lây lan qua con đường xúc vật nữa, thí dụ như là dịch đó, nó vào ruộng nó ăn lúa mót á, lúa rụng, lúa còn sót á, thì là có thể là nó ăn luôn hạt cỏ và sau đó là nó sẽ vào trong ruộng và nó đi ra phân, thì những cái hạt cỏ đó vẫn có thể nảy mầm. Và chúng ta thấy rằng là máy cày, máy đập đồ, khi mà đi vào cuộn theo những cái bông cỏ thì khả năng cũng có thể trở lại ruộng và làm rơi bông cỏ xuống và tiếp tục nảy mầm cho những cái hạt lúa đó, hạt cỏ đó. Như vậy là những điều anh nêu ra có lẽ là điều đúng cho cái việc mà lây lan cái cỏ dại. Còn nông dân mà vì có một cách đồng bộ thì cỏ trong ruộng lúa sẽ giảm. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái cỏ dại mà nó sinh sản vô tính rất là nhiều, mà đối với cái trường hợp sinh sản hữu tính bằng hạt thì nó cũng có thể bị chôn vùi trong đất lâu năm, lâu ngày, mà khi mà nó có thể trồi lên được mặt đất mà đủ độ ẩm và ánh sáng thì nó sẽ nảy mầm. Vì vậy mà đối với cỏ dại thì chúng ta phải thường xuyên xử lý vào trước khi gieo trồng, thì chúng ta thấy rằng như vậy sẽ giảm được rất là nhiều thiệt hại do cỏ gây ra. Và anh có hỏi là chọn giống xác nhận và xử lý đồng bộ thì diệt được bao nhiêu phần trăm cỏ? Như ý kiến của thầy Hồ Chiến thì đã đề cập ở phần trên, cỏ dại thì thường nằm trong đất nhiều hơn. Nhưng mà đối với lại hạt giống thì đôi khi nó cũng có vơi vãi trong đó. Tuy nhiên đối với hạt giống mà đã được xác nhận rồi thì đã có phần trăm xác nhận về cỏ, về cái hạt cỏ trong cái giống xác nhận, nên là khả năng dùng sống xác nhận thì sẽ tốt hơn, sẽ được loại bỏ rất nhiều cỏ hơn. Và về cái vấn đề mà diệt cỏ đồng bộ thì hiệu quả được bao nhiêu phần trăm thì có lẽ là cũng không có ai mà đi cân đo đong đếm để xem là được bao nhiêu phần trăm cỏ đã diệt, mà chúng ta thấy rằng là khi phun xịt rồi mà cỏ nó không làm ảnh hưởng đến sự phát triển cây lúa, không thể nào 100% được. Có khi là cũng đã xịt cỏ rồi nhưng đôi khi nó cũng có vài cái cỏ, ngọn cỏ nó còn sót lại, thì chuyện này cũng bình thường. Chúng ta đừng để nó rộ lên thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái đồng ruộng của mình nhé. Và tiếp theo anh hỏi là Sofix diệt cỏ tiền nảy mầm, siêu cỏ diệt hậu nảy mầm, kết quả có cao không? Trên đất phèn có tăng liều không và xử lý như thế nào? Câu này liên quan đến thuốc của tập đoàn Nông. Bích Thủy xin được trả lời như sau. Sofix ăn nông là thuốc tiền nảy mầm. Như chúng ta biết rồi, nó là hai chất là reticlor và fancorim. Còn riêng về siêu cỏ thì nó có là bốn chất có thể diệt được cỏ lá rộng, cỏ hàng niên, cỏ gạo và cả cỏ đuôi phụng nữa. Đây là một loại thuốc mà hậu nảy mầm tương đối là có hiệu quả cao vì nó gồm bốn gốc cộng lại. Vì bây giờ anh hỏi là có hiệu quả cao không thì câu này Bích Thủy không trả lời được cho anh là cao hay không, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cách sử dụng của mình nữa. Đương nhiên là khi mà mình khảo nghiệm một cái tên thuốc ra thì mình đã được qua cục bảo vệ thực vật cho khảo nghiệm diện rộng và diện hẹp, và kết quả đạt được thì mới được vào trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam. Và trong quá trình mà triển khai đến đồng ruộng á, thì một số nông dân mình mà
có cái kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì sử dụng thuốc trừ cỏ rất là hiệu quả. Ví dụ như là sử dụng khi chúng ta làm đất phẳng, giữ đủ độ ẩm để cỏ, thuốc cỏ có thể lưu dẫn, và cũng như là cỏ thì phải đúng cái thời gian. Ví dụ như cỏ mà người ta khuyến cáo là tiền nảy mầm, nhưng mà mình để hậu nảy mầm có nghĩa là nó để mầm rồi thì mình phun xịt đương nhiên là không có kết quả rồi. Còn nếu như siêu cỏ cũng vậy, 7-15 ngày sau xạ, đó là khoảng thời gian mà chúng ta ấn định khả năng là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tốt nhất, sử dụng thuốc cỏ tốt nhất. Tuy nhiên nếu như các bạn xạ trễ đi, thí dụ như các bạn làm đất xong rồi nhà mình có dỗ quẩy hay tiệc tùng, hoặc là mình cảm lạnh, bệnh hoạn gì đó, mình không xạ được liền trong cái ngày hôm sau, thì tất nhiên 3-4 ngày sau mình mới xạ, thì khoảng thời gian đó cái hạt cỏ nó không có chờ cái lúa mình xuống cùng lúc để nảy mầm, mà nó sẽ nảy mầm trước. Như vậy là 7-15 ngày, khi đó chúng ta mất 4 ngày mà chúng ta bỏ trống cái đồng ruộng, thì 4 ngày đó phải trừ đi, như vậy thì nó chỉ còn có 11 ngày thôi. Nhưng mà cứ chăm bẩm theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất, 15 ngày tôi mới phun, nhưng thực ra lúc đó là đã là 19 ngày kể từ ngày cái lúa mình kể từ ngày mà cây cỏ nó nảy mầm đó. Thì đó là những cái mà phải Thủy lưu ý. Mà chưa kể nếu ta phun không đủ nước, không trùm hết được cái khu vực mà chúng ta muốn diệt cỏ, hoặc là có những mô đất nó bị cao thì hạt cỏ nó nằm ở trên, nó không đủ độ ẩm để nó nảy mầm, nhưng sau đó khi mà chúng ta vô nước trong ruộng thì cỏ nó là có cơ hội để nảy mầm, thì như vậy cái hiệu quả nó cũng sẽ sai lệch so với hiệu quả khi mà chúng tôi khảo nghiệm. Bởi vì chúng tôi khảo nghiệm thì nó qua một quá trình rất là chu đáo, chỉnh chu khi mà chúng ta bắt đầu phun xịt để lấy được kết quả như ý. Do đó là Bích Thủy nghĩ là không chỉ thuốc cỏ mà thuốc bảo vệ thực vật nói chung, chúng ta đều phải phun xịt theo quy trình 4 đúng của bảo vệ thực vật khuyến cáo thì sẽ rất là hiệu quả cao. Và chúng ta lưu ý đây là sử dụng cho lúa xạ, còn đối với miền đồng bằng Bắc Bộ của mình thì lại là lúa cấy. Do đó Bích Thủy khuyến cáo là tiền nảy mầm là làm đất phẳng, sau đó giữ độ ẩm tốt và phun lên khi mà chưa gieo xạ, hoặc là từ 0-4 ngày sau xạ, có nghĩa là thời gian rất là sớm, ức chế sự phát triển của hạt cỏ. Còn siêu cỏ từ 7-15 ngày sau xạ, nhưng chúng ta phải lưu ý một điều là phải theo dõi lá cỏ. Cỏ từ 3-5 lá thì phun được, nếu lớn hơn thì có loại thuốc khác. Có những loại thuốc mà trị được cỏ ở cái tuổi cỏ lớn á, thì nó rất là dễ ảnh hưởng đến cây lúa. Thủy xin lưu ý trước đây thì Thủy vẫn có hướng dẫn bà con sử dụng cái Furama, nhưng mà bây giờ thì không hướng dẫn bà con thực tế nữa. Mà nếu như bà con lâm vào khoảng cái hoàn cảnh là lúa đã lớn rồi, cỏ cũng lớn rồi đó, thì nếu gặp phải trường hợp này thì kỹ sư với Thủy sẽ xuống quan sát và hỗ trợ bà con phun xịt, chứ không hướng dẫn bà con phun xịt. Vì đa số bà con phun xịt đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cây lúa rất nhiều. Rồi anh hỏi là phèn thì sử dụng thuốc cỏ ở vùng đất phèn có tăng liều hay không, thì với Thủy nghĩa là không. Không phải tăng liều để mà hạ được độ phèn. Chúng ta biết rằng đất phèn có nghĩa là pH nó thấp, dưới 5. Thì chúng ta lưu ý, ngay từ đầu vụ với Thủy thường hay hướng dẫn bà con sử dụng cái 2KC có độ pH là 7. Nếu như độ pH mà đất phèn của mình dưới 5, thì dùng AKC độ pH 7 sẽ có thể trung hòa được, giảm được độ phèn. Nhưng nếu mà phèn nhiều quá thì chúng ta phải dùng vôi. Chúng ta nhớ không? Vôi. Và chúng ta vôi bột chúng ta rắc, hoặc là dùng macrophos. Macrophos thì là hạ phèn rất là tốt. Thì chúc anh là bảo vệ ruộng lúa mình thành công. Những ý kiến của Bích Thủy có thể dùng để tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta đến câu số 2 của anh Lê Văn Phước ở Đồng Tháp. Số điện thoại cuối là 357. Anh hỏi là độ mặn và độ pH khác nhau như thế nào? Mà độ mặn thấp thì an toàn cho lúa, và pH thấp thì không an toàn cho cây lúa. Bích Thủy xin được nêu lên ý kiến của thầy Hồ Chiến gửi về cho Bích Thủy để trả lời câu hỏi này của anh. Phèn có hai dạng là phèn nhôm, tức là ion Al cộng, hay còn gọi là phèn lạnh. Thường thì nước trong xanh, cỏ năng mọc nhiều. Đối với những cái đồng mà bị nhiễm phèn lạnh, tức là nhiễm đồng phèn nhôm á. Còn phèn sắt á, tức là ion Fe2 cộng hoặc Fe3 cộng, hay còn gọi là phèn nóng,
thì chúng ta thấy là cái lúa bị hại nặng hơn, bởi vì nhiều bởi vì là phèn sắt nhiều, nó sẽ nhiều hơn trong cái lúa. Và chúng ta thấy là cái cánh đồng mà nó bị phèn sắt thì chúng ta thấy nó hơi ngã ngã sang cái mặt nước, nó sang màu nâu, hoặc là chân của những cái cây cỏ hoặc là cái lúa của mình thì nó bị nhuộm nhuộm cái màu hơi nâu nâu á. Đất phèn là phèn á thì là đất bị chua ha. Độ pH thấp thì độ pH nó sẽ là dưới 5, thì là cho rằng là độ pH đó là bị thấp, không phù hợp với trồng cây và chúng ta phải điều chỉnh. Do vậy pH thấp có nghĩa là độ chua cao, thì chua mang tính axit sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Còn đất nhiễm mặn, chúng ta thấy rằng là phèn, hồi nãy anh hỏi là độ mặn và pH khác nhau như thế nào, chúng ta thấy là độ pH thấp tức là phèn, chua, axit. Còn độ mặn thì chúng ta thấy là muối ha, khác nhau ở cái vị á. Rồi đất bị nhiễm mặn á là do nước biển lấn sâu vào trong đất liền. Nói chung thì mỗi năm á thì là nhất là dùng cái vùng mà ven biển á thì thường có một cái chu kỳ là bị nhiễm mặn. Và đa số thì như cái vùng ở Kiên Giang á, đa số thì bà con chúng ta sẽ là nuôi tôm, đó là ở Sóc Trăng cũng có. Nhưng mà sâu ở trong thì chúng ta trồng lúa hay là trồng cây thì vẫn thỉnh thoảng xâm mặn, nước mặn nó xâm vô trong cái đất liền nó cũng hơi sâu, cũng có một chút ảnh hưởng này. Và chúng ta thấy rằng là muối cloruro natri là muối đó, một trong những tác động bất lợi của mặn là tích tụ ion Na cộng có mặt trong cái muối của mình, hoặc là CNL trừ thì làm cho các cây đó, các mô của cây tiếp xúc với đất khi mà có nồng độ cloruro natri cao á thì sự xâm nhập của Na cộng hoặc là CNL trừ và các tế bào gây ra mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Và sự hấp thu quá nhiều các ion Na cộng hoặc CNL trừ thì nó sẽ làm rối loạn sinh lý. Nói tóm lại rất đơn giản, khi mà cây của mình nó bị nhiễm mặn á thì các cái nguyên tố trong cái muối đó nó sẽ làm cho cái cây của mình nó bị rất là nhiều cái ảnh hưởng ha. Như là nồng độ mà Na cộng cao thì tất nhiên là nó sẽ ức chế sự hấp thu K cộng, bạn biết là cái gì không, là một trong những thành phần kali đó. Mà kali đối với cây trồng của mình là giai đoạn mà vận chuyển chất hữu cơ, giai đoạn vô hạt rất là quan trọng. Mà chúng ta thấy là phải xịt kali cao lên cái lá để cho nó hấp thụ đó. Do đó là sự có mặt của muối dưới hiện diện của Na cộng sẽ làm hạn chế hấp thu K cộng, tức là kali đó, thì sẽ làm cho cây mình kém phát triển. Nói chung đây là giải thích khoa học. Thực ra các bạn cũng chẳng cần phải biết nhiều về vấn đề này, chỉ biết rằng khi mà ruộng mình ngập mặn mình xử lý như thế nào để cho cái cây mình nó được an toàn thôi. Mặn quá thì bó tay ha, mặn vừa vừa thôi đó. Do đó là chúng ta thấy rằng là độ mặn ở đồng độ muối mà hòa tan phải tính bằng phần ngàn chứ không phải phần trăm nha. Thí dụ như cây lúa của mình thì khoảng 3 phần ngàn, có những loại cây rất là nhạy cảm 2 phần ngàn, có những loại cây được 5 phần ngàn, đó là như cây dừa thì nó chịu mặn nhiều hơn. Nhưng nói chung là nước mặn quá thì là cây nào cũng chết hết trơn. Nên các bạn phải lưu ý, phải thay đổi cơ cấu cây trồng hoặc là sản xuất nông nghiệp cũng phải thay đổi. Thí dụ như ở một số cái nãy tôi nói là ở Sóc Trăng và Kiên Giang thì chúng ta phải thay đổi cả cơ cấu sản xuất nông nghiệp, có nghĩa là trồng không trồng lúa, không trồng cây nữa mà chúng ta phải nuôi tôm. Hoặc là ở những cái vùng mà phèn nhiều quá chúng ta không thể trồng cây nào khác mà chúng ta phải trồng tràm hay là trồng dứa là trái thơm á, thì nó là khả năng chịu phèn hay là chịu mặn cao, cũng nó cũng tùy ha. Rồi câu hỏi của anh đó là tại sao đất pH thấp thì đậu ôm nhiều hơn đất phù sa? Thì chúng ta phân biệt là phù sa là gì? Phù sa là những cái chất dinh dưỡng được nằm trong nước ở con sông và con kênh rạch mà chúng ta đưa vào để tưới tiêu đó. Thì như vậy là thường đất phù sa là ở ven sông và đồng bằng sông Cửu Long mình. Tại sao mà chúng ta thấy là lũ về, ngưng lũ 1-2 năm thì là cây cối của mình nó sẽ khô cằn? Bởi vì lũ về mang theo phù sa, mặc dầu nó cũng mang tác hại tương đối là khá khá là
khó khăn cho bà con. Nhưng mà nếu không có lũ, không có phù sa thì ruộng của chúng ta sẽ bị chết khô, bị hư đó. Chúng ta thấy rằng là khi mà lũ về, phù sa về, nhưng trong phù sa đó cũng có nhiều loại nấm bệnh, ví dụ như đào ôn cũng là một trong những loại nấm bệnh nằm trong phù sa. Do đó chúng ta thấy là tại sao mà bị, cũng không phải nhiều đâu, nói chung là phải tự thấy ruộng nào, ruộng nào thì cũng bị đậu ôn, không ít thì nhiều thôi. Do đó là chúng ta trồng lúa thì chúng ta phải biết có cách phòng trị đậu ôn đúng lúc. Còn đất pH thấp như vừa trình bày ở trên á, thì là do là đất bị nhiễm phèn, đúng không? Đất mà pH thấp là chúng ta thấy là phèn, cái lúa khó phát triển. Nhưng mà khó phát triển thì cái bề mặt của cây lúa nó không có được tốt. Bởi vì chúng ta thấy là đậu ôn thì nó liên quan tới cái việc mà lúa phát triển quá tốt, đạm nhiều, nó dư đạm nó sẽ bị đó. Thì đối với cái lá lúa mà nó không có phát triển tốt nhiều thì nó không bị đậu ôn, nhưng mà nó lại bị một bệnh khác. Chúng ta thấy rằng là cái loại bệnh mà gọi là bệnh đốm nâu á, do cái nấm là Helminthophorus hoặc là gạch nâu là Cetophora, nó sẽ gây ra những cái bệnh khác. Ví dụ như là mập quá thì mình bị béo phì, đúng không? Mà mình ốm quá thì mình bị thiếu dinh dưỡng, vậy đó. Thì không bệnh này bệnh khác. Thì đó nó là, đã là cái quy trình như vậy rồi, mình cũng không có tránh khỏi. Chỉ là chúng ta biết cách và phòng trừ thôi. Và chúng ta đoán trước được cái thời tiết tác động bên ngoài, hoặc là cái thổ nhưỡng của mình nó sẽ có thể gây ra bệnh gì, thì chúng ta sẽ đón đầu và xử lý trước để không bị ảnh hưởng. Một câu hỏi so sánh là đậu ôn và đốm nâu có liên quan gì chất đạm không? Và dư đạm bị đậu ôn, thiếu đạm thì bị đốm nâu. Như với Thủy vừa nói đó, dư đạm giống như là bị béo phì thì bệnh đậu ôn đi, còn thiếu đạm thì bị đốm nâu. Cái này là nhiều chương trình đã nói rồi nên chúng ta sẽ không nhắc lại vấn đề này sâu hơn. Như vậy thì anh lại hỏi là cân đối như thế nào để hai bệnh hạn chế xử lý một cách hiệu quả nhất. Thì biết Thủy thấy rằng là đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến phân bón, đúng không ạ? Phân bón, và chúng ta phải quan tâm đến cái độ pH. Độ pH cho cây trồng thích hợp là khoảng 5 đến 5, 5,5. Thấp quá cũng không tốt, mà cao quá thì dư thừa ha. Như vậy thì nó sẽ hạn chế được bệnh đốm nâu. Và chúng ta sẽ bón thêm lân hoặc vôi. Một trong những cái mà Thủy đề nghị bà con chúng ta xử lý đó là macrophos, đó là lân cao cao lắm nha. Để chúng ta nhanh chóng xử lý được phèn hoặc là tăng độ pH lên, như vậy sẽ rất là tốt. Và chúng ta không bón thừa phân đạm. Bón thừa phân đạm thì như thế nào? Thứ nhất là chi phí sản xuất cao, và thứ hai là không có tốt gì cho cây lúa cả, mà nó lại hại cây lúa. Như vậy là hại hai trong một luôn nha bà con, chúng ta lưu ý. Và muốn hỏi rằng là anh muốn hỏi là sử dụng phân bón hữu cơ 1-2-100 kg, nếu sử dụng Genki thì giảm được bao nhiêu phần trăm phân hóa học, có bảo đảm tăng năng suất như phân hóa học hay không? Thì cái chỗ này với Thủy xin được hướng dẫn, xin được phân tích cho anh rõ, vì anh hỏi câu này có vẻ là anh không chưa hiểu hết về phân hữu cơ và phân hóa học, cái tác dụng khác nhau. Nếu như chúng ta sử dụng phân Genki thì chắc chắn sẽ giảm được phân hóa học, nhưng mà chỉ giảm đạm thôi. Bây giờ đạm là một trong những cái gì bay hơi và rửa trôi. Chúng ta bón vào trong gốc cây không phải là cây mà nó ăn hết liền được đâu, mà nó có quá trình phân, nó quá trình hút lên, rồi sau đó là nó mới đưa cái dinh dưỡng lên cây. Mà đối với những cái loại cây, cây mà cái bộ rễ nó không phát triển được hoặc đất quá cằn cỗi thì không thể nào đạm có thể phân hóa để mà đưa lên cây kịp thời. Do đó chúng ta mới sửa có mặt của Genki và HKC. Và đây là loại phân hữu cơ, đặc biệt của phân hữu cơ này là giúp cho bộ rễ phát triển, bộ đất của mình được cải tạo tơi xốp để có oxy, bộ rễ phát triển. Và khi bộ rễ phát triển thì là nó sẽ lấy được dinh dưỡng nhanh nhất, tốt nhất, giúp cho giảm được phân đạm 20% cho một vụ. Chúng ta lưu ý chỗ này nha. Còn phân hóa học, chưa bao giờ có ai khuyến cáo rằng là sử dụng phân hóa học và bỏ phân Genki hữu cơ và bỏ phân hóa học. Bỏ phân hóa học chúng ta cũng sẽ bón cân đối và sử dụng thêm Genki và HSK để tăng cái việc mà hút dẫn dinh dưỡng lên cho cây trồng, giúp cho cây trồng mình phát triển thật là tốt. Chúng ta lưu ý chỗ này nha. Và xin thưa là không phải 100 kg cho một hecta, mà là 250 kg đến 300 kg cho một hecta. Đối với chúng ta đất gieo xạ
Còn nếu như mà chúng ta thấy rằng là nếu mà đối với cây, những cái cây trồng lâu năm thì chúng ta không tính theo, không tính theo hecta vườn, mà chúng ta tính theo đầu cái cây trồng. Tùy theo cây trồng thưa hay dày thì cái lượng dùng trên 1 hecta nó sẽ ít hay nhiều, mà chúng ta sẽ tính trên từng loại cây. Nếu cây nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng từ 1-2 kg, mà lớn hơn thì từ 2-3 kg. Và chúng ta phải cách cây, gốc cây khoảng 3 tấc đến 4 tấc, sau đó chúng ta đào một cái vành khăn và chúng ta rải phân lên rồi lắp lại, sau đó chúng ta tưới nước thì cái sự phân giải từ từ ở dưới đất làm cho đất nó sẽ tốt hơn, đất nó sẽ mùn hơn. Đối với những cây lâu năm thì chúng ta chỉ bón hóa học không thì cây nó sẽ bị lèn. Chúng ta thấy cái tình trạng mà cái vườn cam hoặc cái vườn sầu riêng hay vườn bưởi gì đó, chúng ta thấy nó mọc rong rêu, hoặc là chúng ta thấy lâu lâu đi bị trơn trượt á, tức là nó đã đất nó bị lèn á, đất bị lèn. Do đó chúng ta cần phải bón Genki vào để cho nó tơi xốp, sau đó là vẫn phải bón phân hóa học để cho giúp cho cây mình nó hút lên thiệt là tốt nha. Xin lỗi, bữa nay mỗi câu nó quá dài, với thầy xin được nói 3 câu nha. Như vậy là câu thứ 3. Một câu nữa của anh Quỳnh Văn Sang ở Kiên Giang, số điện thoại là 585. Anh hỏi là còn 10 ngày nữa thì thu hoạch lúa, chuẩn bị xạ hè thu, anh sợ bị ngộ độc hữu cơ, vì vậy nó chuẩn bị phân bón lót Genki có hạn chế được ngộ độc hữu cơ không? Đến khi để nhánh thì có cần phải sử dụng lại một lần nữa không? Công ty có loại thuốc nào trừ rầy không? Rầy cánh trắng đang hoành hành tại ruộng của anh là khoảng 10%. Bích Thủy xin được trả lời câu hỏi đầu tiên của anh là 10 ngày nữa thu hoạch lúa, rồi anh xuống giống hè thu liền, là Bích Thủy thấy hơi ngại nhá. Bây giờ anh phải có một cái thời gian sau khi thu hoạch xong, anh phải dọn được cái rơm rạ. Bởi vì rơm rạ là một trong những cái làm ngộ độc hữu cơ. Như vậy thì ngoài rơm rạ ra xác động vật, rồi chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật vân vân, hay bao ni lông, hay là những cái gì mà nó không tiêu hủy được ngay thì nó sẽ tồn lưu lại trong ruộng. Thời gian gián dụ của anh quá ngắn dẫn đến tình trạng là dễ bị ngộ độc hữu cơ. Thì bây giờ cái việc mà bón lót phân Genki thì hạn chế được ngộ độc hữu cơ, bởi vì nguyên lý cơ bản của phân Genki và HKC của chúng ta là sau khi làm đất trang mặt ruộng bằng phẳng ra và có một tí độ ẩm, bởi vì anh cần độ ẩm để làm gì, để chút nữa anh phun thuốc trừ cỏ đó, và đồng thời cũng để cho phân nó rã ra trong đất. Thì cơ chế của Genki và HKC hay là Nozomi đều dùng cho cái việc cải tạo đất, làm cho đất mình nó tơi xốp lên, rồi có oxy, rồi vi sinh vật phát triển, rồi bộ rễ phát triển. Đó là đặc điểm mà chúng ta cần phải dùng Genki khi mà làm đất ha. Còn đến khi đánh giấm thì Bích Thủy nói là anh không cần sử dụng Genki, nhưng anh phải sử dụng ăn rau cứng cây hoặc là aminomic. Aminomic là một chất dinh dưỡng trực tiếp cho cây trồng, nhưng Bích Thủy nghĩ là giai đoạn này nếu mình sang thì mình dùng hai loại, còn nếu như mình tiết kiệm chút thì mình sử dụng là ăn rau cứng cây nha. Ăn rau cứng cây có kali là một cái chất dinh dưỡng, đúng không? Lúc này là lúa mình đang phát triển thì cần chất dinh dưỡng rất là nhiều. Thứ hai là để phát triển thì để nhánh á, một chúng ta biết là một nhánh gì là một bông lúa mà, thì để nhánh tốt, những cái nhánh hữu hiệu, những cái nhánh mà đẻ ra được bông lúa thì đó là một cái rất là tốt cho cái việc mà chúng ta bảo vệ cây trồng. Tiếp theo, chúng ta thấy là canxi thì nó sẽ giúp cho cái lúa của mình cứng chắc. Silic thì là khống chế cái lỗ khí khổng, làm cho cái lúa của mình nó có thể là giữ được nước trong thời gian nắng nóng. Và đặc biệt silic có mặt trong cây lúa làm cái lúa cứng chắc và nó dẫn oxy xuống rễ. Đây là một trong những carbon xuống rễ, là một những cái mà tạo được cái oxy ở vùng rễ để cho cái bộ rễ phát triển. Tiếp theo là chitosan, là một cái chất kích cho hệ mà kháng thể trong cái cây trồng, nó cũng được phát triển rất là tốt, và nó là được tạo bởi những cái vỏ ốc, vỏ sò, thì nó cũng tạo ra được cái canxi cho cây trồng rất là nhiều nha. Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà gom đi cái rơm rạ ha, để chúng ta đốt và trả lại ruộng, nó cũng là một trong những cái sự có mặt của silic trong đồng ruộng của mình rất là tốt nha bà con. Và chúng ta nhớ rằng là khi mà anh gom hết rơm rạ ra sử dụng Genki rồi thì chúng ta cũng bơm nước vào ngâm từ 5 tới 7 ngày rồi xả nước ra. Bón thêm 20 kg vôi để làm gì?
để khử phèn đó ha. À, trang bằng mặt ruộng là lúc đó chúng ta sẽ sử dụng Genki 250kg cho 1 hecta, hay còn gọi là 25kg cho 1 công đất ha. À, rồi chúng ta gieo xạ và nhớ là đừng quên là bón 30kg lân nè, 30kg kali. À, như vậy thì Thủy nghĩ là anh có thể né được ngộ độc hữu cơ rất là tốt. Và chỉ bón một lần Genki thôi nha. Rồi. Còn thuốc rầy thì nói chung thì là cái nền tảng Nitemiram là cái bộ thuốc rầy rất là tốt của tập đoàn nông chúng tôi. Thường hay sử dụng để xử lý tất cả dịch hại mang tính chất chích vào và hút nhựa của cây trồng, trong đó có con rầy nâu, bất kể con rầy nào, và kể cả những cái con như là bọ trĩ hay nhện dế thì cũng có tác dụng ha. À, và hiện nay thì thuốc trừ rầy của tập đoàn nông có rất nhiều, ví dụ như đơn chất là có Anthaza, gốc là gốc là Thiamethoxam á, cái đó là nó trị rầy từ thứ 1 đến thứ 3. Hay là đơn chất cái Nitemera, nó là chết 3 số 5. Còn nếu như chúng ta để ung trứng rầy thì chúng ta sử dụng cái Buroferin, nó có là ăn nông áp lao á. Mà lưu ý nè, hiện nay thì tất cả các thuốc trừ rầy mà hữu hiệu là kết hợp giữa diệt rầy từ thứ 1 đến thứ 3, tức là gọi là rầy cám á, để và ung trứng luôn, thì tập đoàn nông của chúng tôi có rất nhiều cái hỗn hợp như thế này. Ví dụ như là siêu chết, hay là Super Ram, hay là Good Chết, thì biết Thủy nghĩ rằng là anh sử dụng những loại này nó sẽ tốt hơn. Bởi vì là anh không biết canh là khi nào mà rầy cám, rồi khi nào phải ung trứng. Do đó chúng ta sẽ sử dụng hỗn hợp mà công ty đã nghiên cứu ra, và những cái mà hoạt chất trong đó nó vừa đủ ngưỡng để diệt rầy không quá thừa và cũng không thiếu. Còn nếu anh dùng đơn chất thì Bích Thủy sợ là anh không biết pha rồi nó tốn tiền, và thậm chí nếu nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cây trồng. Thì ngày hôm nay là Bích Thủy đã trả lời được 3 câu hỏi của chương trình của mình, và mong rằng là các bạn theo dõi chương trình này gửi những cái thắc mắc về thì Bích Thủy sẽ trả lời theo cái hiểu biết của mình. Cái nào mà vượt quá khả năng của Bích Thủy thì sẽ gửi cho thầy Hồ Chiến hoặc thầy Men có ý kiến, và thì sẽ gửi lại cho các bạn. Chúc các bạn bảo vệ mùa màng và tăng năng suất cây trồng hiệu quả nhất. Xin trân trọng kính chào.